Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Hôm nay em sẽ rất vui mừng giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp đua hiệu Trek Mỹ của Mỹ mới về đến cửa hàng em ngày hôm nay, và em sẽ đánh giá chi tiết tổng quan chiếc xe này. Chiếc xe này thì em đánh giá tổng quan thì một cái hình thức rất là đẹp và có một bộ bánh Shimano chính hãng rất là tuyệt vời. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe đạp đua Trek hiệu Mỹ này. Vâng, tổng thành đây là các bác đang nhìn thấy toàn bộ chiếc xe đạp đua hiệu Trek Mỹ. Tổng thành chiếc xe thì một màu trắng điểm xuyết những cái tem màu đen và xanh. Em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này. Cấu hình của xe là khung nhôm, càng trước là bằng nhôm. Nhôm cao cấp, trọng lượng rất là nhẹ, nhôm này trọng lượng cực nhẹ. Những cái dòng xe của Mỹ thì các bác biết như là hãng 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 Trek hay là hãng các cái hãng Mỹ như GT thì thường sẽ được trang bị những cái phụ kiện của Bontrager. Bontrager thì các bác có thể đây. Các bác có thể lên mạng search Bontrager là một cái hãng phụ kiện xe đạp của Mỹ rất là nổi tiếng. Thì đây như các bác thấy là đầu tiên chúng ta thấy là cái xe này được trang bị cọc yên của hãng Bontrager Mỹ. Yên cũng là yên Bontrager Mỹ. Cái chữ nơi người ta ngồi, người chủ cũ người ta ngồi cũng hơi nhiều rồi. Nhất lại màu trắng đó cho nên là không nhìn thấy rõ lắm. Đó. Cái thứ hai là chiếc khung này là khung nhôm và nhôm trọng lượng nhẹ, chất lượng cao. Và size của chiếc xe là size 52 cm, 52,1. Size nói size là size 50, size 50 cm. Và cái chiều ngang, cái chiều dài từ cái khóa yên cho đến cái cổ phốt ấy là 52,1 cm. Có nghĩa là chiều cái dài từ đây cho đến đây là 52,1 cm. Còn chiều dài từ đây cho tới đây là 50 cm, size 50. Về lốp của chiếc xe thì hiện tại lốp đang xe được trang bị lốp 700C, 700 x 32C. Quả tức là quả lốp là quả 732. Líp của chiếc xe được trang bị 2, 4, 6, 8, 9 tầng. Xe được trang bị 9 tầng líp. Bộ chuyển líp là Shimano Tiagra. Như các bác biết thì Tiagra thì nó cao cấp hơn Tourlay. Cao cấp hơn Tourlay. Cao cấp hơn Shimano 2300, cao cấp hơn Shimano Claris, cao cấp hơn Shimano Sora. Thế là nó đứng thứ 5 từ dưới lên của bộ chuyển động xe đua trong gia đình bộ chuyển động Shimano của Nhật Bản. Và riêng chiếc xe này đặc biệt ở chỗ được trang bị một cặp bánh của hãng Shimano. Một cặp bánh nguyên cặp. Thì bánh nguyên cặp là cái gì thì em cũng đã có video chi tiết rồi. Như các có thể nhìn thấy, đó là bánh nguyên cặp của Shimano do chi nhánh Malaysia sản xuất. Bánh nguyên cặp. Đằng sau của chiếc xe này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 đũa. Và đằng trước là nếu em không nhầm thì là 18 đũa. Bánh nguyên cặp tức là từ vành, đũa và mayer là đều của nhà máy Shimano sản xuất. Nguyên một cặp. Đóng trong thùng luôn. Vâng, đây là các bác có thể nhìn thấy là mayer cũng là Shimano. Vành Shimano và 20 đũa. Quay rất trơn. Hai mươi đũa tạo cho chiếc xe rất là thể thao, đũa rất thưa. Đũa này là được rèn, được tôi với công nghệ cao cho nên là độ chịu lực của nó rất là khỏe. Nói chung là hãng Shimano là nổi tiếng như vậy mà đã sản xuất ra nào. Cực ok. Đằng trước của chúng ta thì trang bị một cái gạt đĩa Sora, nó chỉ dưới Tiara một cấp và nó trên 4 cấp bộ chuyển động khác từ dưới lên, cho nên là xin gạt đĩa Sora rất là tốt.
Và tiếp theo là xe được trang bị một cái đùi đĩa 2 tầng hiệu FSA. Như các bác biết và các bác cũng có thể là search tìm hiểu trên Google thì FSA là cái bộ chuyển động, bộ sản xuất đùi đĩa cũng của Mỹ và rất tốt, thậm chí những cái bộ đùi đĩa FSA này chất lượng nó còn tốt hơn cả của Shimano luôn, của Nhật sản xuất luôn. Đây là các bác có thể thấy là những cái tem như là thuộc tập đoàn xe đạp Trek của Mỹ này, design thiết kế tại Mỹ này. Dưới là có logo. Về phần sơn của chiếc xe thì em đánh giá là cái xe này chỉ khoảng 80% thôi, bởi vì nó có một vài vết xước nhỏ nhỏ rồi. Một vài vết xước nhỏ nhỏ này. Sơn thì sơn zin nguyên bản. Ngoài một vài vết xước. Đó. Đằng trước của chúng ta vẫn là cặp bánh Shimano. Nguyên cặp. Trọng lượng của xe này rất là nhẹ, lốp Bon Charger 21 một cặp luôn, đằng trước và đằng sau. Lên trên tay cầm thì chúng ta có một cái bộ tay lắc chuyển số Shimano Sora. Là chúng ta lắc vào cái trong này là lên níp này và ấn cái cần nhỏ này. Và xuống níp. Đây là lên đĩa và xuống đĩa. Đây là bên này của chiếc xe. Chiếc xe em thấy đẹp nhất và cái cặp vành nó làm cho chiếc xe rất là đẹp. Rất là thưa đũa, vành cao cấp. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Thì các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xem mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành là đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì sẽ được em tặng tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và
Tất cả là được miễn phí, free ship, trong giá bán đã là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tool để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi. Rất là dễ dàng và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.